Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ bảy, ngày mùng 8 tháng 10 năm 2022, được phát sóng trên kênh giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều tối hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, thì giá vàng trên thị trường thế giới khép lại tuần này bằng một phiên giảm mạnh, giảm tới gần 18 đô la Mỹ trên mặt ao và với tỷ lệ giảm là 1,05%. Khép lại tuần giao dịch này ở mức 1.694,69 đô la Mỹ trên mặt ao, với phạm vi giao dịch trong ngày trước giờ đóng cửa phiên này mức thấp nhất là 1690,49 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.714,69 đô la Mỹ trên ao. Bên cạnh đó, thì chỉ số đồng đô la Mỹ khép lại tuần này bằng một phiên tăng mạnh tăng 0,485 điểm và với tỷ lệ tăng là 0,43%. Giao dịch ở mức 112,747 điểm. Đối với thị trường tiền điện tử thì giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin liên tục biến động. Hiện tại giao dịch ở mức 19.500 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đóng cửa tuần này ở mức 3,885% trên một năm, kết thúc tuần này cũng bằng một phiên tăng khá mạnh với tỷ lệ tăng là 1,49%. Trên thị trường năng lượng thì giá dầu thô khép lại tuần này bằng một phiên tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 4,72%, giao dịch ở mức 93,126 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới quay đầu giảm khá mạnh trong phiên giao dịch hôm nay sau khi mà Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm tốt hơn mong đợi qua đó củng cố kỳ vọng cục sự trên 30 Mỹ Fed sẽ tiếp tục lộ trình tăng lãi suất dứt khoát của mình. Tuy nhiên, nếu tính chung trong cả tuần thì giá vàng giao ngay đã tăng khoảng 2,4%. Theo Tai Wong, một chuyên gia giao dịch cấp cao tại hãng tài chính Hiraus và Rishiut ở New York, Mỹ cho biết, thị trường đang dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm tích cực hơn sự kiến của Mỹ được cho là sẽ tiếp tục động lực để Fed tiếp tục tăng thêm 75 điểm cơ bản trong cuộc họp chính sách dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11 tới đây. Cũng theo vị chuyên gia này, nếu không giữ được mức hỗ trợ 1.690 đô la Mỹ trên mặt ao, thì giá vàng có thể rơi về mức 1.660 đô la Mỹ trên ao. Thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát quan trọng dự kiến được công bố vào tuần tới và biên bản cuộc họp của Fed. Dữ liệu cho thấy các nhà tuyển dụng Mỹ đã tuyển dụng nhiều hơn dự kiến trong tháng 9, trong khi tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm xuống còn 3,5%. Vàng thường rất nhạy cảm với động thái tăng lãi suất của Mỹ vì việc này làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng, trong khi thì thúc đẩy giá trị của đồng đô la Mỹ. Theo nhà phân tích cấp cao Edward Moya thuộc công ty dịch vụ tài chính Onda Mỹ cho biết, vàng cần chứng kiến nền kinh tế Mỹ sụt giảm mạnh và giá vàng sẽ giao dịch ở mức thấp trước khi mà bật tăng trở lại. Theo các số liệu thống kê thì đồng đô la Mỹ vẫn duy trì đà tăng mạnh mẽ so với các đồng tiền khác, khiến vàng trở nên đắt hơn cho những người nắm giữ các loại tiền này. Song song với đó thì lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ cũng tăng. Theo ông Jim Quick chuyên gia phân tích cấp cao của hãng giao dịch Kiko Metal cho biết, giới đầu tư vàng một lần nữa quyết định tập trung nhiều hơn vào chính sách của Fed và ít tập trung hơn vào những căng thẳng địa chính trị có thể thúc đẩy tâm lý tìm nơi trú ẩn an toàn. Trong khi đó thì giá vàng vật chất đã giảm ở Ấn Độ trong tuần này do giá trị của đồng rupee giảm làm giảm nhu cầu mua sắm trong dịp lễ hội, đồng thời giá bán tại các trung tâm châu Á khác cũng bị đẩy lên. Các nguồn tin cho biết thì các ngân hàng cung cấp vàng đã cắt giảm các chuyến hàng đến Ấn Độ và tập trung vào Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và các thị trường khác, nơi có mức phí bảo hiểm tranh lệch giá kỳ hạn tốt hơn. Cụ thể, các nhà cung cấp vàng hàng đầu cho Ấn Độ bao gồm ICBC Standard Bank, JP Morgan và Standard Chartered thường nhập khẩu nhiều vàng hơn trước mùa lễ hội và cất giữ chúng trong các hầm chứa. Tuy nhiên, thì các kho này hiện tại chỉ giữ lượng vàng chưa tới 10%, lượng họ đã nắm giữ cách đây một năm. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Giá vàng tại thị trường trong nước đi ngược với xu hướng của thị trường vàng thế giới cụ thể ở đây là với vàng miếng SJC Đến thời điểm chiều ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tiếp tục tăng 400.000 đồng trên lượng tại chiều mua vào và chiều bán ra. Hiện tại đang niêm yết trên thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào ở mức 65,3 triệu đồng trên lượng, bán ra ở mức 66,32 triệu đồng trên lượng. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và bán ra vẫn nèo ở mức cao, rơi vào khoảng 1 triệu đồng trên lượng. Còn với giá vàng miếng SJC tại công ty này niêm yết trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào ở mức 65,3 triệu đồng trên lượng và bán ra ở mức 66,3 triệu đồng trên một lượng. Đến thời điểm chiều tối ngày hôm nay, giá vàng trong nước biến động ra sao? Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch này. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Thời điểm này, giá vàng miếng SJC tiếp tục điều chỉnh tăng rất mạnh quý vị và các bạn nhé. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng. Mua vào 6.550.000, bán ra 6.650.000, tăng tới 600.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 60.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và bán ra hiện tại vẫn đang là 1 triệu đồng trên lượng. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 6.550.000, bán ra 6.652.000, tăng 60.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Pinji Hồ Chí Minh mua vào 6.500.000, bán ra 6.580.000 di Hà Nội mua vào 6 triệu 530.000 bán ra 6 triệu 630.000 tăng 30.000 ở chiều mua vào tăng 50.000 ở chiều bán ra đôji Hồ Chí Minh và đôji Hà Nội mua vào 6 triệu 530.000 bán ra 6 triệu 630.000 tăng 50.000 ở chiều mua vào và chiều bán phú quý Sc mua vào 6 triệu 560.000 bán ra 6 triệu 650.000 tăng 60.000 ở chiều mua vào và bán ra Bảo tín Minh Châu mua vào 6 triệu 560.000, bán ra 6 triệu 650.000, tăng 55.000 ở chiều mua vào, tăng 51.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SGC mua vào 6 triệu 580.000, bán ra 6 triệu 680.000, tăng 60.000 ở chiều mua vào, tăng 90.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SGC một số ngân hàng. Ngân hàng Essim Bank mua vào 6 triệu 500 nghìn, bán ra 6 triệu 580 nghìn. Ngân hàng SCB mua vào 6 triệu 475 nghìn, bán ra 6 triệu 595 nghìn, giảm 5 nghìn ở chiều mua, tăng 15 nghìn ở chiều bán. Ngân hàng -Bank Gold mua vào 6 triệu 530 nghìn, bán ra 6 triệu 630 nghìn, tăng 50 nghìn ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6 triệu 490 nghìn, bán ra 6 triệu 592 nghìn. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này tiếp tục được điều chỉnh tăng rất mạnh, tăng 600.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là tăng 60.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra thời điểm này vẫn neo ở mức cao, rơi vào khoảng 1 triệu cho đến 1 triệu 020.000 đồng trên một lượng và đang được niêm ít như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 6 triệu 550 000 bán ra 6 triệu 652 000 STC Huế mua vào 6 triệu 547 000 bán ra 6 triệu 653 000 STC Bình Phước mua vào 6 triệu 548.000, bán ra 6 triệu 652.000. STC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6 triệu 550.000, bán ra 6 triệu 650.000. STC Long Xuyên mua vào 6 triệu 552.000, bán ra 6 triệu 655.000. STC Bạc liêu mua vào 6 triệu 550.000, bán ra 6 triệu 652.000. STC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6 triệu 548.000, bán ra 6 triệu 652.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này thì không có điều chỉnh về giá quý vị và các bạn nhé và đang được nếm ít như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5 triệu 225.000, bán ra 5 triệu 325.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5 triệu 225.000, bán ra 5 triệu 335.000. Vàng bôn số 9 mua vào 5 triệu 205.000, bán ra 5 triệu 285.000. Vàng 24K mua vào 5 triệu 102.7.000, bán ra 5 triệu 232 000 vàng 18k mua vào 3 triệu 779,1 nghìn, bán ra 3 triệu 979,1 nghìn. Vàng 14K mua vào 2 triệu 896,5 nghìn, bán ra 3 triệu 096,5 nghìn. Vàng 10K mua vào 2 triệu 019,1 nghìn, bán ra 2 triệu 219,1 nghìn quý vị và các bạn thân mến mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này cũng như tích luôn ở quả chuồng ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo